Dạ, đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ. Tri ân chư vừa vào đạo tràng. Minh Kỳ Lâm vừa vào đạo tràng, mến chào vô minh. Dạ, bây giờ thì Thanh Thủy có trở lại máy chưa? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu đi. Xuất hiện rồi, đi ngủ luôn rồi. Dạ, dạ Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, kính bạch Đại Đức Phật Tính, đạo tràng rất là vắng, con tụng kinh dài ra luôn. Và bây giờ thì cũng có được cô ấy Minh, cô nghe pháp xích rạng đông ôn bài thôi. Và con thôi, bây giờ con thấy đồng hồ còn tới 6 phút. Dạ, và sư có ở trước máy chưa? Chưa, sư có thể cho chúng con học bài sớm không bạch sư? Dạ, nếu được thì sư cho con một tín hiệu ạ. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, chắc sư chưa có, chưa có trước máy rồi. Dạ, xa thú con kính tri ân sư. Dạ, kính chào IQM đó về vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung xin tịnh pháp sư trước khi chúng ta được học bài pháp của kinh số 169. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ramma cha lô ca thi ba tí sa hầm ba tí ca tan cha li an thi qua răng a ya cha tha san tì tha sát tắp ba ra chấp kha cha ti ca thế xê thì thâm măng a nu cam bị măng ba chăng sa tham ma phi rim vi na yánh cha ca văn su tan cha văn thăng a phi tham ma châm măng a cô ta danh tơ ta tu sát cha đăng đăng ba bơ tha nay dê và đi xa cha mắt chê ê quan sa hâm ba ti râm ma pha ga quanh tăng a ya cha tha tuấn hi pha quê na tăng bút thô ca run nhây na thì qua xa già. Tăng ha bút tha ya ba đê na mi ga đa dân ta tô ga tô bánh bánh cha quách gia đà vô nay dê à măng ma dê si thăm ma tô ta tô ba phu ti sam bùa thô à nu na thăm ma đê sa nặng ma ga quách sa ni đê sê si sa ta nan áp tha sik tha cần tê na sa thu ai vô khanh tê tài sê tu thăm mà đề sa năng sa ba di tha ba di sa gia a nu cam bấm bi ca ta về chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang
Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là Nhơn Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi chúng đi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp của kinh số 169. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng là chư tôn Đức Tăng. Kính chào Phật tử Nhật Quỳnh, Hồng Nhật, Phật tử Đặng Đông. Kính chào Phật tử Thanh Thủy, Quý Thi Lâm, Ngài Trang Thư. Kính chào Phật tử Ái Minh, ai kêu em đó. Kính chào Phật tử Châu Phan, Chế Hàng Ngọt. Kính chào cô tu nữ Tâm Má Chari. Kính chào Phật tử Nghe Pháp. Kính chào người phương Nam. Kính chào quý thí giá Ratana. Kính chào Phật tử Vô Minh và kính chào toàn thể quý vị. Mà chúng tôi từ sáng sớm 6 giờ rưỡi tới giờ này thì ở trong bệnh viện một năm để lo cho sư trưởng Hòa Thượng Nhất Chánh. Sáng sớm đã bị đau, đau đồng, nhức đầu từ đêm hôm qua tới giờ, tới sáng bị đưa vào bệnh viện. Chúng tôi vừa đủ thời gian mới vừa bước vào ở trong cái ghế ngồi mở máy lên thì nghe Phật tử Nhật Quỳnh đã kêu rồi, chưa kịp nha, chưa kịp lay quay, chưa kịp làm cái gì hết. Hồi sáng này thì anh Bảo, con trai của Nhật Quỳnh, đang đưa chở học sinh đi đến trường. Chúng tôi cũng sư trưởng đau quá rồi, lúc đó chúng tôi cũng hoảng quá, không biết kêu xe ai hết, bấm điện thoại lên gặp anh Bảo còn gì ba, cái kêu anh Bảo liền, anh Bảo chở lên tới bệnh viện. Chúng tôi hỏi nhiều tiền thôi là cúng dường luôn, cúng dường cho hòa thượng luôn, còn nhớ lấy tiền đâu. Nhìn cảnh đời này ớn quá nhà, cũng rất là cảm niệm công đức của anh Bảo. Anh nhìn nhìn mấy cảnh này anh không dám lấy tiền. Dạ rồi vô tới bệnh viện bây giờ sáng giờ chụp CT, bác sĩ nói coi như giống như là bị tai biến nhẹ đó quý vị. Tai biến nhẹ đó có nghĩa là nó vỡ cái mạch máu nhỏ nào ở trên đó, thành ra nó làm cho nhức đầu sưng bên một bên con mắt. Dạ rồi đến giờ này tối quá rồi mà bệnh viện không có cho ở lại, chỉ có một cái chú dư tử ở đó lo sự trưởng thôi. Chiều chúng tôi đi về hôm nay thì mình đi về đi xe buýt, mà xe buýt thành ra nó kẹt xe rất là nhiều. Tới giờ này mới vừa bước vào được ở trong phòng, cũng kịp bây giờ để giảng từ vựng. Mà hôm nay thì rất là mệt, nếu mà Đức Tài Quyền, Thượng Tọa Tài Quyền mà không vô rất là cực cho chúng tôi. Chúng tôi đi ở trên xe có nhắn với Thượng Tọa
Thầy Quyền giảng Pháp Cú Kinh số 169 rồi. Không biết là Thượng Tọa Thầy Quyền có nhận được hay chưa? Dạ, chắc Thượng Tọa chắc nhận được quá. Dạ, bây giờ thì qua phần ôn lại bài cũ, chúng ta học bài mới. Và như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần. Sau đó thì sẽ đi vào phần thực nghĩa từ vựng. Thâm măng chát rê xuất chát vi tăng. Thâm măng chát rê xuất chát vi tăng. Thâm măng chát rê xuất chát vi tăng. Na tăng đúc chát vi tăng cha rê. Na tăng đúc chát vi tăng cha rê. Na tăng đằng cha rê. Thâm má cha rê xuất khăn xê tí. Thâm má cha ri su khăn xê thí. Má cha ri su khăn xê thí. Ác minh lô kê ba râm hí chá. Ác minh lô kê ba râm hí chá. Ác minh lô kê ba râm hí chá. À, kính thưa quý vị, bài kệ này một cái danh từ thâm măng. Thâm măng có nghĩa là pháp. Là thâm măng có nghĩa là pháp. Đây là một cái danh từ rất là quen thuộc. Danh từ thâm mát, nam tánh được chia theo đối cách số ít thành ra trở thành thâm măng. Cha rê, cha rê ở đây một cái động từ được chia theo hô cách. Thành ra chúng ta bản thân của nó là sống. Do chia theo hô cách thì chúng ta sẽ lấy cái nghĩa là nên sống, nên sống. Cha rê nên sống. Xuống chát vi tăng. Dạ, còn định để Thượng Tọa Tự Quyền mới vừa quan lần một luôn. Xuống chát vi tăng có nghĩa là chánh hạnh. Chánh hạnh hay là thực hành tốt. Xuống chát vi tăng, chánh hạnh. Chánh hạnh nghĩa là thực hành tốt. Ná có nghĩa là không. Ná có nghĩa là không. Tăng có nghĩa là ấy hay là việc ấy. Đúc chán ý tăng. Đúc chán ý tăng có nghĩa là tà hạnh. Hồi nãy là xúc chán ý tăng là chánh hạnh. Đúc chán ý tăng là tà hạnh. Cha rê nên sống, nãy chúng ta đã biết rồi. Dạ đúng rồi, tăng tăng là ấy, việc ấy. Chúng tôi bị sót chữ. Thâm má cha rê, thâm má cha rê có nghĩa là sống theo pháp. Thammachari sống theo pháp. Sukhan có nghĩa là an lạc. Sukhan có nghĩa là an lạc hay là hạnh phúc đó. Xê tí có nghĩa là nằm hay là ngủ. Admin có nghĩa là này. Admin có nghĩa là này. Loke thế gian hay là đời. Ok là thế gian hay là đời. Ba râm hí có nghĩa là sao, đời này hay là đời sau. Ba râm hí sao.
Chát có nghĩa là và. Rồi, vậy là chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử Em Minh rất nhiều mà đã bóp bài để màn hình cho các vị Phật tử tiện bề theo dõi. Thâm măng chát rê, xú chát đi tăng, ná tăng đúc chát đi tăng chá rê, thâm má cha ri, xú khăn xê thiết, ác mi bồ kê, bát rầm hí chát. Có nghĩa là hãy sống, hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì một lần nữa xin thành kính đảnh lễ đến chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng trong rung. Và giờ đây con xin được thay mặt hội chúng trong rung, xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh 169, và chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Tuệ Quyền. Vừa quanh vào đạo tràng, dạ xa thú con thấy tín hiệu của sư rồi, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng ngày hôm nay. Dạ cảm ơn Răng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con kính dân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và đến chúng tăng. Kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, lễ Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung đông, tham chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwa Demiswa Khato Phakkawata Thammo Thammang Nama Sami Sopatipanno Phakkawata Vakasangko Sankhang Nama Mi. Chúng xin nghiêm tịnh thân cầu ý tăng dương ân đức tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, nguyện nhờ quy lực tam bảo hàng giáo hội đến chư Tôn Đức Tăng. Quý tu nữ cùng chư Phật tử lên luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học câu Pháp Cú số 69, cũng là câu Pháp Cú của số 68 mà chúng ta đã được nghe một cái ngày trước về cái tích truyện này. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, sau khi mà Đức Phật ngày sau khi mà Bồ Tát thành đạo tại Cổ Bồ Đề, bắt đầu khi ngày về thành Ca Tỳ La Vệ lần đầu tiên á, ngày theo cái duyên sự này đó, thì là ngài đi đến cái chùa nó gần cây sung và gần cả thành Ca Tỳ La Vệ, trong một lần giảng pháp của đề cập đến vua cha Tịnh Phạn. Khi chưa xuất gia tu thành Phật á, thì thời ấy có thời ấy nhân dịp ngài trở về thì ngài đem cái chánh pháp để giảng dạy riêng á, thì dòng họ Thích Ca nghĩ rằng thế nào Đức Phật cũng biết đi đến hoàng cung, cho nên vì vậy do chuẩn bị thức ăn thức uống rất là nhiều. Thì đó chính là cái đề của và thế là Đức Phật ngày không ngự về hoàng cung, mà khi đi về thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì Đức Phật quán bằng một cái tuệ quán của chính ngài, ngài mới nhìn thấy á, thì chư Phật ba đời cũng đã về tiếp độ quyến thuộc bằng một cách, tức là đi đến để mà đi khất thực ở trong thành, rồi sau đó mới vào Đức Vua và vua cha của mình. Thì thế là Đức Phật thì cũng tùy duyên như thế. Thì ngày đi khất thực thì lúc đó trên con đường mà đi khất thực đó thì theo ở trong cái truyện của kể, tức vì là hoàng gia mà
Cho nên vì vậy Đức Phật Ngài muốn tế độ quyến thuộc, Ngài phải dùng cái thần lực. Tức Ngài làm một con đường bằng châu báu trên hư không, Ngài đi qua đi lại trên đó vừa thuyết pháp cho mọi người trong hoàng tộc để sanh cái lòng lòng hoan hỷ. Và khởi đầu chính là Đức Vua Tịnh Phạn, và một trận mưa rơi từ từ trên xuống trên cái thân tộc của Ngài, khiến cái dân chúng rất là vui mừng và cũng như thân tộc hoan hỷ. Và Đức Phật Ngài kể đây không phải là cái lần đầu tiên, mà trước kia đã xưa kia vậy rồi, thì Đức Phật mới kể lại là Ngài nói về cái bổn sanh quê Santara đó. Quê Santara tức là chúng ta nhớ là quê Santara lúc mà bố thí bạch tượng á, và đâu đầu bị vua cha đuổi ra khỏi hoàng cung, thì nhớ Kanhachali cái đời cái đó là cái trường quê Santara đó. Thì lúc đó đó coi như là Ngài bố thí lần, coi như đại thí lần cuối cùng, thì cho luôn cả con và vợ của mình. Thì kính thưa quý vị, thì cái quê Santara để chúng tôi nhắc cho quý vị nghe cái tích đó như vậy. Và thế là sau khi nghe thuyết pháp á, thì nếu mà vua thuyết pháp, nếu mà Đức Phật thuyết pháp như vậy không về hoàng cung á, thì không thỉnh không mời. Tại hoàng cung thì đã chuẩn bị rồi, thì bây giờ ngày Đức Phật Ngài đi vào thành Khất Thực chứ Ngài không đi cung. Thì Ngài nghĩ thầm chư Phật quá khứ á, trở về thành á, thì đi thẳng Khất Thực hay là đi đi từng hay là đi vào hoàng cung. Thì thế là chư Phật á, kính thưa quý vị, chư Phật Ngài đi Khất Thực ở trong thành xong rồi mới về thành vua. Thì kính thưa quý vị, nhắc lại cái này đó thì nó có một cái giai đoạn rất là đặc biệt, tức là khi mà bà Yasodhara đó, vợ của Thế tử Siddhartha đó, khi mà Đức Phật, khi mà Bồ Tát á không còn bỏ thành mà đi tu á, thì bà cũng ở như vậy, thương nhớ rất là nhiều những điều mà giận Bồ Tát. Cho nên vì vậy nhất quyết không đi ra, mà bà lén mà nhìn ra thì bà thấy Phật sao mà đi khất thực đi sinh, giận quá lại đến nói cho vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn khủng khiếp, vua Tịnh Phạn ra chạy ra cái ngay cái chỗ con đường của Đức Phật đi khất thực á, với bạch Phật rằng hoàng tử đã đi về thành rồi, mà tại sao mà đi đi khất thực từng nhà như vậy? Ta cảm thấy nhục nhã và ta cảm thấy khủng khiếp quá. Và Đức Phật Ngài mới nói cho vua cha rằng: này Tịnh Phạn Vương, đây không có phải là cái sự nhục nhã, mà đây chính là một sự thanh cao, một cái sự tốt đẹp, cao quý vô cùng. Không phải là sự làm cho vua cha phải khổ đau gì cả. Thì vua cha mới nói rằng: ta chuẩn bị cho con các món ăn thịnh soạn ở hoàng cung rồi, tại sao mà không về? Làm như vậy cũng chính là sỉ nhục cho ta rồi. Này Tịnh Phạn Vương, ta chỉ giữ đúng theo cái dòng dõi truyền thống của chư Phật ba đời là thế. Thì kính thưa quý vị, nhắc đến cái chỗ này mới cho chúng ta thấy là thay vì có đầy đủ tất cả, nhưng Đức Phật cũng vẫn làm theo cái tinh thần truyền thống đó. Thì cái vua Tịnh Phạn Vương mới nói rằng: không được, cái điều này là truyền thống của dòng họ ta, không có ai mà đi ăn xin hết, ta là dòng họ của chiến sĩ mà. Nói: không, này đại vương, đó là truyền thống của ngài, nhưng điều truyền thống của ta là tình truyền thống của chư Phật ngàn xưa, bình bát cơm của ngàn nhà. Và Đức Phật mới nói câu pháp cú: nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Và sau cái câu kệ đó đó,
để tiếp độ vua Tịnh Phạn. Trong cái thời pháp đó thì vua Tịnh Phạn chứng đắc Tu Đà Quần. Ở đây thì chúng ta biết là nó có một giai đoạn ở trong thành Ca Tỳ La Vệ, mới nhớ là khi mà bà Giới Vua Đà La đó bà buồn lắm, nhất quyết là không gặp Phật. Mà nếu như mà trong chú giải có ghi, nếu như mà Phật mà không gặp bà nữa, đúng chắc bà vỡ tim, tức là coi như vỡ tim á, coi như là nát cái tim đó. Thì kính thưa quý vị, thì bắt đầu Đức Phật hiểu biết được cái chuyện đó, bắt đầu ngài đích thân ngài đi ngự giá tại nơi cái đi vào để gặp Di Du Đà La luôn. Dạ. Và chúng ta nhớ thì trước khi gặp Di Du Đà La đó, nó còn một giai thoại nữa, tức là bà Yasodhara mới nói với Rahula rằng đó là cha của ngươi, ngươi là con, ngươi hãy tới xin của cải đi. Ngài bây giờ không còn ở ngôi vua này nữa, nhưng ngai vàng này là của cha ngươi đó, của cha ngươi không nhận thì ngươi chạy lại xin đi. Thì Yasodhara Rahula mới đi đến bạch Phật. Thì bắt đầu Đức Phật này được, ta sẽ cho Rahula tài sản ở trên thế gian này. Và chúng ta nhớ là cho trong qua Rahula tức là thất thánh sản đó, tàn tài văn quý thí tuệ, thất thánh tài của quý ta cho này ra ấy là tài sản lớn to, ấy là nghiệp cả hơn là làm vua. Dạ, xin quý vị cho chúng tôi cho một chút xíu, chúng tôi gọi cho chúng tôi gặp lại quý vị. Thì kính thưa quý vị, thì Đức Phật ngài cho ra hô lái như vậy, và sau đó Đức Phật ngài mới bước vô. Thì kính thưa quý vị, ngài bước vô thì cái phước báo của quý vị chánh đẳng chánh giác, thì một người nữ nhân dầu cho là bà Yasodhara là vợ của Tất Đạt Đa ngày xưa, nhưng cũng vẫn là một nữ nhân thôi. Thì một cái sự xuất hiện của một vị chánh đẳng chánh giác ngự vào, mà phải nói kính thưa quý vị, nhắc tới cái chỗ này rất là tình, cái tình của cuộc đời này. Yasodhara cũng cảm ơn Yasodhara cùng với Như Lai trong độ luân hồi đó đã tạo thành các pháp độ. Chúng ta thấy quá tình không? Một lời cảm ơn mà chân tình vô cùng to lớn. Và cái tình đó mới đưa cho Yasodhara vượt qua cái sự khổ đau sanh tử. Vì nhớ rõ điều này ha, cái tình đó mới đưa cho Yasodhara vượt qua cái sanh tử. Đức Phật ngài biết được tâm tư của Yasodhara, rất là nhớ thương Tất Đạt Đa. Bây giờ chính ngài là Phật rồi thì ngài hiểu được cái tâm tình đó, gọi là tùy duyên cho Yasodhara một chút xíu để Yasodhara đỡ phải khủng khiếp, đỡ phải oán hờn, đỡ phải oán trách. Thì kính thưa quý vị, cảm ơn Yasodhara cùng chính ngài trong tiền thân đã cùng với Như Lai, đã hỗ trợ cho Như Lai hoàn thành nghiệp cả. Thì kính thưa quý vị, thì bây giờ chúng tôi mới đi vào cái câu pháp cú, đi vào ý nghĩa của pháp cú. Thì câu pháp cú này, cái chữ mà hãy sống, hãy chớ có phóng dật, hay là hãy sống theo chánh hạnh,
Cái chữ chánh hạnh ở đây, cái chữ charita, charita hay là sucharita, tức là cái đời sống của chánh hạnh. Chánh hạnh ở đây không phải ý nghĩa, có nghĩa nó riêng ý nghĩa của cái tà hạnh, tà dục, không phải vậy. Mà cái chánh hạnh ở đây nó còn bao hàm rất lớn, như chúng ta nghe, tức là cái sự thực hành tốt, sự thực hành tốt. Mà cái chánh hạnh đó, chánh hạnh nói đến tam nghiệp, sucharita tức là chánh hạnh, mà dukkharita tức là tà hạnh. Hãy nên sống theo theo tà hạnh, xin lỗi, hãy nên sống theo chánh hạnh, hãy khéo sống theo chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Cái tà hạnh ở đây tức là tam nghiệp lành, chúng ta nhớ tam nghiệp lành. Tùy cái chỗ, những cái đoạn văn mà chúng ta phải nói như vậy, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng ở một cái giai đoạn hay là ở một cái hoàn cảnh ngữ cảnh đó, cái từ ngữ đó đặt vào nó thích hợp, nhưng ở một ngữ cảnh khác thì cũng là cái chữ đó mà nó đa dạng đa nghĩa hơn, như thế nào thì cũng như thế đó đó. Thì ở đây chúng ta thấy sống theo chánh hạnh tức là tam nghiệp, nghĩa tam nghiệp lành. Mà cái tam nghiệp lành ở đây muốn nói là khi đi vào thành khất thực, đó là một đời sống chánh hạnh. Tam nghiệp của Đức Phật và chư hiền thánh tăng một cách tĩnh lặng, tức là nó chỉ là bậc diệu hạnh thinh văn đệ tử, bậc chánh chơn pháp lữ tăng già, bậc mô phạm cõi ta bà, hay là tăng là bậc diệu hạnh chơn chánh hạnh như lý hạnh, là như thế. Chơn chánh hạnh như lý hạnh gồm bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, và cái giá trị nó như vậy đấy. Thì không có một cách nào mà gọi là cái đời sống đó, một cái đời sống đó, nó đời sống khất thực chính là một đời sống chánh hạnh, là một đời sống chánh mạng, cấp đời sống chánh hạnh, chứ không phải là một đời sống tạm, một đời sống tạm mạng. Ngày hôm nay cái nếp sống mà khất thực kỳ bình ở các nước quốc giáo người ta còn, ngay cả Việt Nam cũng còn, chứ không phải là không. Nhưng có một số người, người ta lợi dụng vào cái hình thức tu hành để người ta làm nhiều cái điều tà hạnh, đó là còn. Còn tinh thần của quốc giáo là nó rất là tốt. Cái tiền truyền thống chánh hạnh đó mà mình bát cơm của ngàn nhà đó nuôi dưỡng nguồn mạch của Phật Pháp bao đời nay. Mình nhớ nha, chính cái thực hành chánh hạnh đó, chính cái đời sống khất sĩ đó, cái đời sống sa môn, một người ăn xin đó, phích khú đó, mà truyền thừa cho tới ngày hôm nay đó, từng miếng cơm manh áo, từng đường tơ, kẻ tóc, sợi chỉ, đường mai, mà cơm ăn, áo mặc này của đại chúng tăng già, của Phật tử muôn phương thành tâm cúng về cho tăng đoàn, đã nuôi dưỡng nguồn mạch của Phật Pháp bao đời nay. Chúng ta nhớ như vậy. Bởi vì Parapatipattha Mechivika, sự nô mạc của ta, cái khắc Anyo Mekapo Karniyo, ta làm sao để người cúng dường, ta làm sao để người vọng bái một cách tốt đẹp. Thì ở đây kính thưa quý vị, không phải là đền đài, không phải là lầu son gác tía, không phải là ăn trên ngồi trước cao cả quyền uy, mà ngồi ăn đó nó dễ sanh cái niềm tin cho một số người, và người nào cũng có thể thực hiện được hết. Một cái bánh củ khoai, cái kẹo đều có thể thành tâm, đều có thể cho về đến đạo Pháp được, điều hiến cúng về cho tăng già được. Đây là một giá trị tốt ha. Chúng ta nhớ như vậy. Cái giá trị nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải là
ăn coi như là ngồi trên cao, coi như là mâm cao cổ đầy. Cái mâm cổ nó đầy và nó đủ tất cả mọi thứ, vị ngọt vị lỗ cứng lỗ mềm, vị ngọt vị mặn gì có đầy đủ trên. Cái điều đó nó là một cái vấn đề khác. Nhưng ở đây cái hạnh của chư Phật ba đời là khất thực. Có một lúc coi như là cũng nhiều cái sự chống đối, tức là có một số yêu rằng yêu cầu rằng là không cho đi khất thực nữa. Thì các sư Nam Tông cũng nói thẳng là đây là không thể nào cấm được. Người nào sai có người đó sai, còn đây là hạnh của chư Phật. Mà kính thưa quý vị, cái hạnh khất thực nó rất là tốt đẹp. Tại sao tốt đẹp như vậy? Nói về cái mặt tích cực, khi chưa tăng chỉ là người đi sinh. Và khi đi như vậy, nếu quý vị biết, mình mới thấy được, cặp mắt này mới nhìn thấy cuộc đời, mới thấy miếng cơm manh áo của người ta cúng hiến cúng cho mình bằng mồ hôi nước mắt, sự sống, cái chết của người ta để đổi lấy miếng cơm manh áo, chứ phải tự trên trời rơi xuống. Ta làm sao cho người cấp dưỡng, cho người phụng sự được tốt đẹp? Đó phải tâm của một người xuất gia phải hành niệm tưởng quán như thế. Nó đặc biệt lắm quý vị nhé. Yeah. Thì như vậy thì người nào mà thực hành cái tam nghiệp lành, hay thực hành con đường chánh hạnh, xuất gia đi tác, thì đời này được an lạc, đời sau chắc chắn được an lạc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì được kết quả của thiện sự, của thiện nghiệp lành. Và đời này và đời sau, ngược lại thì tà hạnh, thì đau khổ đời này và đau khổ đời sau. Cho nên vì vậy, cái điều mà chúng ta thấy, dầu cho là Phật cũng như thế. Hạnh của Phật mà có một số người, người ta không quen đi khất thực, không thể nào ta ôm được cái bát người ta. Tại sao người ta không ôm được cái bát, quý vị không? Tại vì cái ngã chấp người ta lớn quá. Hay là không làm theo lời Phật dạy. Người ta nghĩ rằng mình lớn là mình không đi à? Có chuyện đó, Phật cũng đi mà, chứ đừng nói chi. Các vị hòa thượng, các vị tông túc đều phải đi khất thực hết. Nếu như ngoài trường chúng ta bị bệnh, duyên sự là bệnh thôi. Bởi vì người ta mắc cỡ, có một số người, một số vị luôn, người ta mắc cỡ, ta nói, đi sinh thế kỳ quá. Đi sinh thế kỳ quá, có những cái chữ kỳ đó, chính là cái sự chấp ngã. Mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta, người tu là người bình thường. Kính thưa quý vị, cái màu y, màu áo, màu y cũng vậy, cũng là cái màu ngoại sắc bình thường đó. Làm sao không để cái tâm nó thoải mái khởi lên? Ngày xưa đó, cái màu vàng ở ở xứ Ấn Độ nó là một cái màu mà là con người nó mộc mạc và nó đơn giản, nó nghèo nàn, chứ không phải là cái màu vàng hôm nay, chứ tức là xoàng xoẩy bay thú thúc thích nó sáng chói đâu, không phải như vậy. Mà cái màu vàng đó hay là cái màu nâu đó, nói chung cái màu trong luật đó, thì về cái hình thái màu sắc thì nó cũng theo cái ý tưởng của con người. Nhưng mục đích của Đức Phật Ngài, Ngài chọn những cái màu đều là những cái màu mà ngoại sắc, hay cái màu mà xã hội không có, không có, có xem đó là một cái vật phẩm, hay xem đó nó là một cái màu mà để đẹp đẽ. Cái sự thật nó như vậy đó. Và kính thưa quý vị, và nhờ cái mà không có chấp ngã chính mình, và em mới biết tu. Chứ hồi xưa nó đi đi khất thực đó, quý vị biết, hồi nhỏ đi khất thực á, nó trợt nó trơn, ô chó nó sủa, rồi quăng cái bát, rồi bị người ta chửi với, thì chùa đi ăn xin, hoặc là bị người ta trách móc. Nhưng
cái bóng như thế kia tại sao ông không làm, ông đi xin quan bám, ông nhờ người ta vân vân. Dạ, nó nhiều cái lắm. Đúng, một số người người ta không hiểu, người ta cho rằng là mình ăn bám người khác, mà cái từ ăn bám này nó nặng lắm, có nghĩa là anh lười biếng, anh bất lực, anh phải bám vào người để anh sống. Còn ở đây cái sự khất thực của cái hạnh lành của chư Phật nó phải là vậy, hay là của tăng đoàn mà thực hành đúng pháp đó, có nghĩa là bước chân an lành, hay là cái sự gieo duyên tạo cái điều kiện giáo hóa cho đời. Một cái bánh củ khoai một người nghèo cũng có thể cho được, người giàu cũng có thể cho được, người thật sự là cao sang quyền quý cũng có thể cho được, và người nghèo khổ cách mấy cũng có thể nhường cơm xẻ áo một chút xíu. Mà kính thưa quý vị, chỉ một hành động thiện nhỏ thôi nhưng quả báo cực kỳ to lớn. Nếu như chúng ta cúng dường đối với các bậc sa môn, đối với các hay hoặc là chư Phật độc giác, hay là chư Phật thính văn giác, thì kính thưa quý vị, thì phước mà chúng ta được hữu duyên hữu phúc những lần như thế thì phước báo vô lượng công đức. Cho nên cái giá trị hạnh lành nó nằm ở chỗ này. Một người thật sự là hữu duyên mới được làm phước, một người hữu duyên mới được làm phước, và người đó làm phước một cách đúng đắn, một cách đúng pháp, một cách đúng luật. Tinh thần của Phật đạo cúng dường đến đại chúng tăng đúng kinh văn và ý nghĩa, đúng kinh văn và ý nghĩa của nó. Còn ngoài ra, nếu như đó là phi chân nhân, hay là không đúng với cái tinh thần luật pháp của tăng già, thì chúng ta chỉ có cái phước bố thí thôi, chứ không thể bố thí tới tăng. Ngày nay chỉ còn đại chúng tăng già không có ni, phải nói thật luôn, có ni ai tu theo Phật ni đã dứt cực, ni đã chấm dứt, thì chúng ta có thể cúng dường, chúng ta có thể làm phước cho quý sư cô, tất các nữ tu, những gọi là những người đó gọi là xếp hàng vào lực tạng của tăng già, chúng ta vô tình cố chừng ủng hộ phá đạo. Xin quý vị nhớ rõ, chúng tôi nói trên lý pháp và không có một chút xíu gì mà để mà đàn áp hay là như vậy thì nâng người này nâng người kia. Nếu chúng ta cho rằng cái tu là tốt, đúng, tu là tốt, nhưng cái ý nghĩa uy nguyên của nó, cái gì chánh hạnh của nó kém, nó không có được vẹn toàn nha quý vị. Cái giá trị chánh hạnh này của thân, của khẩu, của ý, mà nó y như lời Phật dạy, y như kinh điển Tam Tạng kinh điển, thì đó mới là giá trị của chánh hạnh, mới là hưởng lạc đời này đời sau. Còn nếu chúng ta không khéo thì nó rất là nguy hiểm. Nếu quý vị có thể bỏ qua cái câu nói này của tôi, quý vị thử thỉnh hỏi lại một vị nào lớn ở trong 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 mà vị ấy có một cái căn bản, hay là vị ấy có một cái tinh thần trọng pháp, thì vị ấy sẽ nói cho quý vị nghe về cái sự còn mất của giá trị này. Còn chúng tôi nói là hoàn toàn không có ghét bỏ, không có phản bác, không có áp đàn áp gì hết. Và chúng tôi cũng cúng cho những vị ni, nhưng đừng bảo là ví dụ như đây là cái hình thức của tăng già. Cái đó là cái nghiệp duyên của Phật pháp nó là vậy. Còn ngày hôm nay người ta thành tựu, người ta làm, mà chuyện thành có hay không là chuyện khác. Cái hình thức xuất gia thì nó rất là dễ, nhưng tướng thì nó rất là dễ, mà lý nó là khác. Lý tướng này nó phải có, nó có viên dung mới được, nó phải có một cái song hành mới được. Còn vấn đề mà để mà
để mà thực hành, để mà chúng ta gọi là để tu mà kiểu mà tu cho tốt và cải thiện đi. Cái đó tùy duyên đi nha. Thì ở đây cái giá trị chánh hạnh nó rất là lớn. Phật pháp đã nói đến cái giá trị của nội tâm, đến nó giá trị của nguyên nguyên truyền thống, sống như Phật, ăn như Phật, sống như Phật, mà nói này sao bất truyền, ở nhà Như Lai, sống theo Như Lai là như thế. Tức là trong một khuôn viên, ở trong một cái lời dạy của Phật mà chúng ta cố gắng chúng ta sống sao cho nó đúng đắn. Chúng ta nói như vậy là tất cả chúng ta cố gắng sống tốt, chứ phải nói như vậy là mình tốt người khác xấu, phải như vậy. Yêu nó cái giá trị chánh hạnh này rất là lớn và nó lớn đó. Thì dầu cho một con người mới tu, người ấy cũng có thể có một đời sống chánh hạnh rất tốt, nhưng chưa chắc một người tu lâu, tu cao, tu lớn mà hiện tại họ có một đời sống chưa chắc là chánh hạnh. Dạ. Cho nên vì vậy cái đời sống chánh hạnh này, tam nghiệp được tốt đẹp này phải được thôn thúc, phải được điều phục, phải được tu tập ở trong mọi hoàn cảnh, ở trong mọi thời gian. Chúng ta nhớ như vậy. Cho nên vì vậy cái sự tu tập là một cái điều mà hết sức là to lớn, nó mới được hưởng cả đời này và đời sau. Có nói thể nói là những gì mà Đức Phật đã dạy, những gì Đức Phật đã kinh qua, ngài mới truyền thụ lại, chỉ lại và giáo hóa lại cho đời, cho tới ngày hôm nay. Mà nhiều khi chúng ta không có để ý một cách cẩn trọng, thì kính thưa quý vị, chúng ta vô tình là chúng ta sống không đúng cái ý nghĩa của Phật. Ở đây tức là nơi cội cây kia, nơi nhà vắng, đây nơi khu rừng này, hay đây cái âm thất nọ, đây là cái phòng ốc kia, tất cả những điều đó đều đòi hỏi mọi người tu phải có một tinh thần. Thì kính thưa quý vị, thời gian có thể thay đổi, không gian có thể lớn rộng chuyển đổi như thế nào, nhưng tâm của người đệ tử phải biết rằng chúng ta phải gìn giữ cái giá trị tu tập được tốt đẹp. Những lời Phật dạy, tam tạng kinh điển, nó cũng vẫn còn sáng ngời, và cái giá trị đó vẫn còn sống mãi ở trong tinh thần của người con Phật. Cho nên vì vậy cái sự tu tập đòi hỏi mọi con người phải cần trau dồi, mọi con người cần phải có một cái sự điều phục, mọi con người cần phải có một sự tiến tu thôi, chứ không ai có thể làm cho ai được tốt. Người nào muốn hưởng, muốn gieo duyên lành, tạo cho đời này, tạo cho đời sau, đó là một cái duyên của mọi người. Và cái đời sống chánh hạnh này, nó cần phải có một cái sự huấn tập, nó cần phải có một sự thực hành. Nếu như chúng ta chưa thực hành được thì chúng ta cố gắng thực hành. Nếu chúng ta đã thực hành thì chúng ta nên nuôi dưỡng nó. Theo hoặc chúng ta thực hành, có những lúc chánh, có những lúc tà, thì hãy cố gắng chánh được khi nào, tốt được khi đó. Còn chúng ta tà nhiều thì chúng ta khổ đau nhiều. Cái tinh thần của Phật pháp và cái tâm đó, cái tâm chánh hạnh đó, thì cái ý nghĩa chánh hạnh đó, nó luôn luôn có thể chuyển đổi ở trong tâm ta. Hiện tại ta là chánh nhưng có thể là tà. Hiện tại ta đang tà nhưng ta có thể chuyển hóa nó thành chánh cũng được đó quý vị. Đó là do cái tâm của mình, do cái tâm của mình có thật sự buông bỏ, có thật sự tu tập, có thật sự sáng suốt, có thật sự tệ quán hay không, có thật sự quán chiếu, soi xét, nhìn thấy tận mắt tận cùng nó, thì đó mới là một giá trị tốt. Có thể nói rằng cái đời sống đúng theo Đức Phật là một đời sống lý tưởng, là một đời sống chân chính mà bao đời nay chư Phật đã làm như thế.
điều kiện như đã nói có đổi thay, nhưng làm sao chúng ta sống có một đời sống điều phục. Ngày hôm nay nhiều khi không còn phải đi khất thực, bởi vì ở Việt Nam của chúng ta không như các nước quốc giáo, dù cho có nấu có nướng gì vân vân, nhưng người tu, người là một người xuất gia phải tự chân chánh, nghĩ rằng quê quán nó dâm mấy Echo Bacato, hình dáng ta đây khác hơn cả thế Parapatipatha Mekika, sự mạng của ta kẻ phát anh như mấy Capocan Nio, ta làm sao cho người cúng dường được tốt đẹp. Ta phải biết rằng Kammas Kamikamada Yado Kamayo Nikamapan, nghiệp tức là tài sản, nghiệp tức là quyến thuộc, nghiệp ta có cái nghiệp của ta, ta làm lành thì được vui, những cái dữ thì chịu khổ. Cách thâm phu tasme ra tên đi qua vi ti patan ti, ngày đêm nó qua mau lẹ, ta làm được cái gì. Đời sống này của mỗi con người, từng người từng người sẽ đi đến cái tuổi già, đi tới cái bệnh và cái đi tới cái chết. Chúng ta được gì quý vị, hành trang chúng ta được cái gì, chúng ta có cái gì, hành trang chánh hạnh chúng ta được bao nhiêu, thì đó là gửi lại cho tất cả chúng ta có sự suy nghĩ. Điều này đòi hỏi mỗi phải tâm tư của một con người, bởi vì giàu sang giàu hèn giàu nghèo cho mấy cũng là một kiếp con người, hơi vừa dứt việc đời sẽ chấm dứt tất cả, hơi vừa dứt việc đời chấm dứt, nào của cải vợ con tiền bạc nhắm mắt rồi lại nắm tay không, đến đây một mình ra đi cũng một mình mang theo tà chánh thì ra đi cũng mang theo tà theo chánh đó, là như thế. Ta có tự trách ta không? Khi giờ phút cuối cùng mình nghiệm lại cuộc đời, tại sao mà mình lại quên? Là tại sao và cứ hỏi tại sao, nó như vậy không quý vị. Cho nên vì vậy cái sự tu tập đòi hỏi cái sự cao độ cho tiến trình tu tập của tất cả chúng sinh rất là lớn. Không ai là một thần linh thượng đế ban phước giáng họa cho ta, tạo cho ta một đời sống chánh hạnh, tạo cho ta một đời sống ai hoặc đặt đỉnh cho ta đời sống tà hạnh. Không có thần linh thượng đế nào cả, mà chính chúng ta là không có bà con, không có quyến thuộc tạo cho người đó là tốt hay xấu, tạo cho người đó chánh hay tà, mà chính do tự tâm hướng chánh hướng tà của tất cả chúng sinh, nó là như thế đó. Coi như tâm tự tâm của chúng sinh là Dukkhacitta, là ác hạnh hay là Sukkhacitta, là chánh hạnh hay là hiền hạnh. Sukkhacitta hiền hạnh hay là chánh hạnh đó, thì ở đây đều là mọi con người phải có cái sự suy tư thôi. Cho nên vì vậy, dù hoàn cảnh nào, dù điều kiện nào, chúng ta cũng nhớ, hãy nhớ tới Phật, hãy nương tựa Phật, hãy nương tựa Tam Bảo, hãy nương tựa những lời dạy của Phật. Yo vô Anando Maya Pamo Chawina Yo Chadesito. Này Ananda, sau khi Như Lai viên tịch, pháp và lực chính là thầy, chính là lời dạy cho các ngươi là như thế. Để biết được một đời sống chánh hạnh, để hưởng, để làm được một đời sống chánh hạnh, để đạt được một cái đời sống chánh hạnh, là chúng ta phải dựa theo những cái lời dạy, những cái công hạnh, những cái hạnh lành mà Phật đã kinh qua, Phật đã thực nghiệm qua. Dạ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay có pháp cú số 169, tôi xin có đôi điều để trình bày ý nghĩa và cái duyên sự là như thế. Nếu có điều chi sơ tất, kính nhận toàn thể quý vị quan hệ cho.
kính trong nhất thời dẫn chúng ra đây trước khi giúp lời kính dân Phật phân làm được những lời được tích cái đại thiên vương các vị chư thiên hộ trì pháp như là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm cũng như ở nơi nhà của quý vị, và đặc biệt xin hướng nguyện phần công đức này đến sư huynh thể lực, mong cho sư huynh được an lạc, được tiến hóa về cảnh giới an lành và để tiếp tục tu hành, và mong cho toàn thể quý vị luôn luôn được an lạc, được tấn hóa, được sống với đời sống của chánh hạnh, dạ, để tất cả chúng ta được an lạc ở hôm nay cũng như ở ngày sau. Dạ, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Nam mô Phật Thầy, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sanh Thầy, dạ. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài pháp cú số 169 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân bích đến sư. Vato sapa mangalang rakanto sapa de vato sapa buddha na pavena sada sati vavantu te vato sapa mangalang rakanto sapa de vato sapa dhamma na pavena sada sati vavantu te vato mangalang rakanto sapa de sapa sangha na pavena sada sati vavantu te. Tất cả vương vào người cầu yên hộ trì